Xin chào mọi người, hôm nay Lộc làm video chia sẻ cho mọi người cách để thay pin cho chìa khóa T1. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thực hiện nhé. Xe T1 à, bây giờ nó sẽ có cái mặt là biểu tượng đóng mở khóa, mở cốp. Và cái mặt bên này là cái mặt chữ Volkswagen á, cái logo Volkswagen. Mình bấm ở đây để nó bật lên, nó bật cái khóa này lên. Xong mình bóc ở đây nè, mình cạy này ra thôi, cạy về phía mình đó, rồi lấy cái cục pin này ra, rồi thì sau đó mình chọc, lấy một cái vật nhỏ nó mình chọc với cái khe ngay đây nè, mình bật nó ra, mình bật nó ra thì nó ra thôi. Xong rồi, rồi đi mua cái, vào trong siêu thị mua cái cục pin Panasonic CR2025, nó khoảng tầm 50.000 đó. Dạ rồi, giờ gắn vô lại thì mình chỉ đẩy vào đây mình gắn thôi đó. Xong rồi mình cho vào cái khớp lại như vậy và mình bóp lại, rồi xong.